Ok, chúng ta đi dù ở học đạo theo theo đạo Phật thì có học giáo lý hay là một em bé mới sinh, chúng ta khi mà mới sinh ra đời chúng ta phải học học cái này cái kia, khi mà bắt đầu 3 tuổi là chúng ta đã học cái này học kia rồi không? Rồi khi mà đến trường lớn dần rồi đi đến trường để học những cái kiến thức học chữ nghĩa. Rồi ra ngoài đời thì chúng ta cũng phải bắt đầu học xong lý thuyết, rồi chúng ta phải tới cái mức là giữ giới. Giới thì chúng khi mà chúng ta đi thực đi đụng chạm thực tế, ngoài đời vào thế gian để đụng chạm thực tế để mình trắc nghiệm coi cái những cái gì mình học mình có sống được như vậy không. Nhưng mà Phật nói là giữ giới là khi mà chúng ta vào đời sống giữa cuộc đời thường á, nếu mà chúng ta hiểu được những cái giới luật mà tất cả ai cũng phải giữ cái năm giới này, chứ không phải là chỉ có riêng đó nó đạo Phật mới nói là giữ giới, mà tất tần tật ở trên trần gian này đều đều phải sống đúng theo cái, không có phạm những cái lỗi như thế thì tự chúng ta nó bớt khổ đau khi mà chúng ta trải nghiệm ở giữa cuộc đời. Nhưng mà nói tới cái việc mà không phạm là khi không phạm là khi chúng ta có bị phạm qua bị này kia rồi chúng ta mới biết thế nào là không không nên sát sanh, thế nào là không nên trộm cắp, thế nào là không nên tà dâm, thế nào là không nên nói dối, thế nào là không nên uống rượu những chất kích thích. Bởi vì khi mà nói vậy thì không phải nói như phải phải đi 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 sử dụng nó đi rồi mới biết, rồi mới mới không được. Tại vì cái kiểu mà giữ giới là có, nếu mình nói không không nhất là cái việc mà nói sát sanh nó thì nó cũng nói vì tới đơn giản thì nói là không giết hại con thú này kia, chứ thật sự ra nó rộng lớn lắm chứ cũng không phải là chỉ là đơn giản ở cái việc mà không có giết hại con thú đâu, mà có đôi khi chúng ta để những cái tiêu cực, những cái mà nỗi khổ niềm đau mà nó cứ giày xé tâm hồn mình, làm mình cứ để những cái nỗi khổ nó âm ỉ trong tâm trí của mình á, thì cái đó mình cũng đang sát sanh, là sát chính mình rồi. Tại vì mình cũng là một chúng sanh ở trong tất cả chúng sanh mà, chứ đâu phải là chỉ có cái việc mà nói sát sanh là không giết hại con thú đâu, mà nó bao rộng rất là lớn. Thì cái khả năng trình độ của mỗi người nó sẽ dần 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 sẽ có cái ý thức cao cao hơn, rộng hơn thì mới 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 hiểu thế nào là không sát sanh. Thì cái chuyện đơn thuần là trước tiên là không nên lấy mạng chúng sanh để nuôi mạng mình, cái đó là việc đơn giản để người ta giống như thật sự là cái việc mà không sát sanh đó là để cho cái xác mình nó nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là nói còn nên, chứ còn mà đừng có cứng nhắc ở trong cái việc mà ăn chay với ăn mặn đó. Tại vì người ta chỉ khi mà chúng ta làm cái điều chúng ta không ăn chay thì chúng ta bác người ăn mặn, mà họ chúng ta ăn mặn thì chúng ta bác người ăn chay, nó sẽ bị rơi vào hai thái cực, nghiêng bên nào thì sẽ bác bên kia. Nhưng mà thật sự cái mục đích ăn chay nó, cái mục đích mà nó không sát sanh nó là cả chính bản thân chúng ta luôn. Những cái nỗi khổ niềm đau mình khổ đau thì có cũng là đa sát mình, hay là những cái hành động những cái lời nói, hay là những cái ánh nhìn, hay là những cái quýnh thái, mà nói chung là những cái gì mà cái thái độ gì mà làm người khác tổn thương, làm người khác khó chịu, dần lớn hay nhỏ là đều là sát sanh hết. Bởi vậy chị đi phần đó là không sát sanh, là mình làm sao mà học hạn chế, đừng đừng có làm khổ cho người, cho chúng sanh, cho người khác, hạn chế mức có thể thôi. Chứ còn mà nếu mà chúng ta rốt ráo thì chưa chắc, tại vì như như thời có Đức Phật thì Phật
Phật Phật cứu cứu những người tỉnh, như Phật nói không công nhận những cái việc mà có những cái tư tưởng nó không có, nó lệch lạc á. Thì khi mà Phật giúp con người hiểu ra như thế nào là đúng thì cũng mặt ngược lại là cũng hại cho những cái con người mà cái tôi bản ngã lớn, cũng hại cho họ khổ đau. Bởi vì khi mà ở trên trần gian này á, khi mình chọn cái việc này thì nó sẽ tổn hại cho cái việc ngược lại đó, cho người khác đó. Chứ không làm sao mà không ấy hết. Chỉ điều là mỗi bản thân chúng ta tự mình biết mình hạn chế cái gì, tự mỗi người sẽ cảm nhận được là mình ăn uống như thế nào, hay là mình nuôi dưỡng thân tâm trí của mình như thế nào, là cái việc đó là việc không sát sanh. Chứ không phải là đi bắt người ở ngoài bên ngoài là không nên sát sanh, hay bắt người này người nọ phải kêu họ đừng sát sanh này kia, mà là chính bản thân chúng ta, cái gì mà làm cho chúng ta, tâm trí chúng ta, thân thể chúng ta khỏe mạnh, tâm trí cũng khỏe, tâm trí và thân thể đều khỏe mạnh, thì cái đó gọi là không sát sanh. Nên nuôi dưỡng thân tâm trí sao cho nó càng ngày nó càng sáng ra, càng thảnh thơi, nhẹ nhàng, an nhiên, tự tại. Thì đó là cái mục đích không sát sanh. Chứ chúng ta không phải là đi nói ở bên ngoài kêu gọi đâu. Thật sự không có thể nào mà ý mình ở cái gì mà mình kêu gọi cái này thì nó có cái mặt ngược lại. Còn cái việc mà nói là nói cũng vậy, nói không nên nói này nói kia. Thật sự đó là bản thân mình biết là hay khi mình nói sai làm cho người khác, hay là đổ oan đổ lỗi đó, mà thì nó sẽ hại cho bản thân mình. Mà khi mà chúng ta không có rơi vào những tình huống mình không có biết, con người đâu ban đầu ai cũng là số không, đâu có hiểu biết gì đâu, nên chúng ta sẽ bị lầm lạc rồi lầm lỗi rồi mà chúng ta mới biết. Phật nói là tứ diệu đế đó, khi biết khổ rồi mới thấy nguyên nhân khổ, rồi lúc đó mới đi đến đạo đế diệt đế. Chứ còn mà chưa có thấy khổ mà chưa có biết nguyên nhân khổ thì chúng ta cũng chưa có thể nào đi trên con đường đạo chân chánh đâu. Bởi vậy cũng không có thể nào mà nói. Rồi còn cái việc mà kinh nghiệm khi chúng ta khổ thì trải qua khổ hết, đều trải qua đi sai hết. Bởi vì 12 nhân duyên thì vô minh đi đầu. Bởi vì xong cũng rẻ bát chánh đạo, mà khi mà thật sự con người đi trên con đường đạo thì lúc đó là mới đi trên con đường bát chánh đạo. Còn mà khi chúng ta chưa có biết về đạo lý, chưa có biết về tìm hiểu nhân quả hay là học giáo lý gì đó, thì chúng ta đều là ở 12 nhân duyên hết, là vô minh đi trước hết. Bởi vậy á, giống như là mình học đạo lý rồi mình ngồi xuống mình nghiệm ra bản thân nằm ở chỗ nào, nằm ở cái khúc giai đoạn nào, để mình biết mình ứng dụng sao, dùng cái giáo lý đó mình phù hợp cái lời dạy của vị nào, rồi mình cảm thấy cái việc này mình làm nó thích hợp cho mình thế nào, để mình càng ngày mình càng thân tâm mình an lạc, thảnh thơi hơn. Rồi lợi mình khi mình lợi mình thì mình mới biết được cái việc làm đó sẽ lợi mình, thì mình sẽ không làm tổn hại người khác, thì gọi là lợi người. Còn khi mà chúng ta chưa có biết mình ở đâu thì khi mà chúng ta nạp giáo lý vô nhiều quá rồi, thì giống như mình làm, mình nói mình không đi nói dối, không đi không có làm đi làm sai đừng này cái, nhưng mà mình chưa có biết thế nào thật sự là sai chứ không sai, thế nào là chân chánh đúng, thì chúng ta cũng là sai thôi. Rồi chúng ta cũng chưa có biết là mình đang căn cơ trình độ ở đâu, rồi mình cứ nạp kiến thức, giống như mình trình độ lớp 1 thì mình cứ nạp kiến thức của lớp 10 đại học, thì vô tình làm cho mình còn rối thêm, càng đi lạc hướng thêm luôn. Bởi vì trước tiên Phật kêu mình phải dò lại chính mình trước, để mình dò chính mình, rồi mình thông qua những cái giáo lý đó mình mới so lại ở nơi mình, con mình phù hợp với cái nào để mình ứng dụng. Chứ không phải là mình cái gì mình cũng thu nạp rồi mà mình cũng không có phân giải được nó, không có tiêu hóa được nó, thì nó còn hại chính mình nữa.